Dịp kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh 2/9, PV báo Công an Nhân dân cùng một số đồng nghiệp đã đến biên giới Tà Dùng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, một vùng đất bao năm vẫn chất chứa nhiều nghèo khó do địa hình rừng núi chia cắt, hiểm trở và hậu quả chiến tranh nơi cửa tử này rất nặng nề. Không hẹn trước nhưng CCB Hồ Lành, người 15 năm trước tôi từng gặp khi lần đầu đến bản làng này, vẫn nhận ra. Hồ hởi bắt tay và hỏi thăm sức khỏe bằng tiếng của đồng bào, cây a lơi banh na xanh ao, con có khỏe không? So với lúc con lên đây, bản làng bây giờ đã đổi thay nhiều lắm rồi. Bản làng hiện có 89 hộ với 548 nhân khẩu. Từ 100% hộ nghèo đến nay đã giảm được một nửa. Đối với hộ nghèo cũng không còn cảnh thiếu ăn như trước. Hầu hết mọi người trong thôn đều có điều kiện đi ra bên ngoài và 100% trẻ đều được đến trường đúng độ tuổi. Ông Lành nhìn ra cánh đồng lúa phía trước, mở đầu câu chuyện với chúng tôi. Không chỉ người dân Hướng Việt mà còn các xã lân cận ở vùng cao Hướng Hóa biết nhiều đến CCB Hồ Lành bởi các hoạt động thiện nguyện của ông. Bên cạnh giúp đỡ người nghèo bằng các việc làm thiết thực như tặng cây, con giống, chủ yếu cây keo lai và gà, dê, hướng dẫn bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất, đặc biệt vào các năm 2018, 2020 và 2023. Ông ba lần hiến đất với hơn 34.000m2 để xây dựng trường học, đường liên thôn và công trình phúc lợi khác trên địa bàn. Noi gương người tốt trong bản, các chị Hồ Thị Lan, Hồ Thị Chiêu đã rất năng nổ trong mọi hoạt động của thôn. Mình nghĩ người già vẫn cố gắng làm được nhiều việc tốt giúp bản làng nên tuổi trẻ như mình càng phải học tập, phấn đấu noi theo. Sau khi được cán bộ chức năng tập huấn, cùng với đó là sự hướng dẫn theo kinh nghiệm và kiến thức lĩnh hội được trước đó của bác Hồ Lành, mình tiến hành trồng trọt, chăn nuôi theo mô hình đa cây, đa con và bước đầu thu được hiệu quả kinh tế khá. Sau đó, mình truyền đạt lại cho mọi người trong bản kiến thức, kinh nghiệm này với mong muốn bà con làm ra được thật nhiều của cải, chị Chiêu tâm sự. Năm 2020, trước sự xông xáo, nhiệt tình giúp đỡ mọi người, chị được bà con tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng nông dân thôn. Qua 3 năm công tác, chị được Ủy ban Nhân dân xã Hướng Việt và Hội Nông dân huyện Hướng Hóa tặng bằng khen và giấy khen về thành tích giúp dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Hơn chị Chiêu 4 tuổi, chị Lan, SN 1990, cũng là người không kém phần năng động. Ông xã, chị làm phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hướng Việt nên một mình chị ngoài công việc ở nhà còn phải sớm chiều lên nương rẫy trồng cây lúa, cây ngô để đảm bảo thêm cái ăn cho gia đình. Song chị vẫn tranh thủ thời gian tham gia tích cực các hoạt động xã hội, đặc biệt làm chi hội trưởng phụ nữ thôn và có nhiều đóng góp cho công tác này. Ban đầu, mình chỉ muốn góp chút sức nhỏ cùng với chị em trong thôn đưa các phong trào của phụ nữ ở đây đi lên. Tuy nhiên, sau nhiều lần được bà con ủng hộ và đề nghị, mình lấy đó làm nguồn động lực để cố gắng, đảm nhận vị trí chi hội trưởng ở đây, chị Lan bộc bạch.